Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Pokemon ha. Thì con game này bắt đầu từ phần Alola, Aloha ha. Ok, chúng ta sẽ chọn nhân vật. Đó, con bé này bên cái làng gì đây? À, ok. Phần này là phần mới. Đội nón Pikachu đi con. Bộ đồ Pikachu luôn. Túi sách Pika giờ là đúng rồi nè. Rồi màu của cái nón. À, màu da hả? Thôi tao thích da trắng hơn. Da đen không biết đâu là cái gì hết. Không phải là gì nhưng mà rồi, ok vô game. Ngon đấy anh em, ngon đấy anh em. Cái phần này là bên Alola là phần mới luôn. Cách phần cái phần hiện tại có một phần chứ bao nhiêu. Wow. Đấy, con bé. Cái này là bắt đầu nhiệm vụ đi hả? Ê, tối nay chúng ta like con này cũng được nha anh em. Được đấy. Tối nay đi tìm hiểu con này ha. Dạ, video này chắc không tìm hiểu hết rồi. Ok. Hôm đấy. Ha, bắt ba con này hả? Ủa, đáng lý ra là phải chọn ba con khởi đầu ở bên ấy chứ. Hết kỳ diệu. Ok, lấy rùa Kini đi. Đa số người ta hay chọn hệ nước để làm Pokemon đầu tiên của chúng ta. Đó, đột má nhìn cái này nhớ lại công viên kẻ Jura của heo quá. Nè, nó cũng xây hai bên có hàng rào nè. Có con ấy kìa. Bắt nó đi. Còn mấy con chim mặt ác quả cái lần. Chúng ta sẽ làm gì đây? Đi qua và cứu con chim đó à? Chắc là vậy rồi. Bỏ qua đi. À, bây giờ bấm nhanh được hả? Á đồ. Hey, thích con này rồi nha. Trời, làm lẹ luôn kìa. À. Ok, bưởi ơi. Được. Anh thích mi rồi đấy. Bấm nhanh luôn, đó. À, tăng tốc ngoài là không được, này nhân 3 rồi. Gì à? À, hồi máu hả? À, cũng hợp lý. Mày chết mẹ mày với tao nè. Má vậy mà hụt, vậy mà vẫn thiếu. Ok, đi qua nhanh nào. Cái phần hướng dẫn đầu game này không cần thiết là chúng ta cứ việc qua nhanh ha. Đó, quay nhanh những cánh chim, quay nhanh nha. Đó. Hôm đấy. Nhìn là chúng ta đã biết bảo bối thần kỳ rồi. Đó, bảo bối thần kỳ. Đây, kỹ hệ thì chúng ta không chơi. Đấu đôi luôn hả? Ok, dồn hết cho một con đi con. Yên tâm bử à. Tôi sẽ lo lắng cho nó. Mày chết đi con. Mày hả bử? Ok. Cái đó là kỹ năng hồi máu đồ này nọ. Trời ơi, kỹ hệ cái máu gì ta cũng thắng mà. Ok, tới luôn. Qua lẹ đi. Má nhúng à. Rồi à. Nghe nói phi nghìn tệ con này. À, chắc phải ra phay EB quá. Rồi, tiếp tục nào. À, Fire Emi này là khá ngon rồi, còn đầu gì nữa. Tới luôn Bồ Tèo ơi.
Ủa chúng ta đi tới hai con nhân vật luôn hả? À, sao không đi một con mà lại đi hai con ta? Cái này là khu phục Pokemon hả? 100% hả? À, quăng về đó hả? À, đồ. Rồi dính rồi, dính rồi, dính cái chắc luôn. 100% dính mà. À, con này hình thái nó tiến hóa lên là cái gì anh em? Tại vì nói thiệt luôn là heo không có xem cái phần này. Phần này là heo bỏ qua ha. Tại vì lúc đầu nhìn nó thấy nhà khá nhạt nhẽo. Gì có đi trồng lúa trong này nữa. À, đấu bô ké. À, một lần đánh được hai con. Ôi giời, khôn khôn rồi. Má, kỳ hệ vậy mà đánh cô không ăn nữa, thiệt thua luôn. À, lên nộ nữa hả? Để coi anh lên nộ là cái giống gì đây? Yeah. À úp khiên hả, đậu phộng má, cũng bởi khiên rồi làm được gì nó đâu. Bớt màu mè lại bạn gì ơi. Tưởng nó búp cái gì má, nó búp lên là cái khiên. Trời ơi. Ok, mà Hiếu ngủ nên hơi buồn ngủ anh em ơi. Tại sao con chó đó không phải là của mình mà là phải của con kia, rồi chúng ta phải dắt nó heo cùng nữa là sao ta? Vì sao ngay từ đầu chúng ta không bỏ nó đi mà dắt nó heo làm gì vậy? Đúng không? Đâu cũng phải con nhỏ trắng heo đó. Thoát ra đi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi ha, đi vòng vòng tìm coi nó có phi gì không. Đầu game thì phi chúng ta 28.000 kim cương đúng không? Cái vòng quay này thì méo có. Ok. Game này game mới nên là chắc cũng không có đòi hỏi mà nó phi cái gì nhiều được anh em ơi. Mà nó có phi thì chúng ta cũng mừng lắm rồi chứ nó mà không phi thì cũng như không. Đây là có mấy cái event hay là sự kiện gì nè. Rồi đây là nạp lần đầu, nhìn là biết nạp lần đầu rồi bưởi ơi. Còn cái này là quà online, chúng ta được phi VIP 5 hả? Đúng hả? Lần đầu tiên đi chơi game lậu mà thấy một con phi VIP 5. Đây cái này mua là được con ấy hả ta? Ủa VIP 7 chúng ta mua được con. Ủa má bách biến mà sao lại SSR 2001. Ok để chút thử coi. Cái này quà VIP. À quà VIP hồi nãy. Đây là VIP 5 nè. VIP 5, quà VIP 5. Ok quà VIP là cái gì ta? Đây chúng ta sẽ có mảnh bách biến. Rồi rương đồ cũng không tới nổi đâu anh em, cũng nói chung nghèo thì nghèo nhưng mua được nha. Ôi ôi phi chúng ta một con SSR. Wow. Ôi giời ơi má, hồi nãy giờ nghĩ là buồn má nói hột má, game gì đâu méo cho què gì hết, tướng đồ đụng mà cũng cho tàu lao mới lao không. Ôi ôi cho luôn một con SSR. Ok, má game có cái gì ngon nhất là admin đã cho chúng ta rồi nên là chúng ta bớt đòi hỏi lần ha. Đấy, còn muốn phi nữa thì bỏ tiền ra. Đó, heo thì vậy thôi, nào ra đó. Đây là vé gì ạ? À? Là chắc là vé quay rồi. Bóng bắt Pokemon. Cái này gì ạ? À, trái tim cho con này hả? À, đây, thay cho con này đi. Đó, rồi con này thay qua đây. Đó, ok.
Rồi à, đội hình đẹp luôn, đẹp ngút ngàn luôn, còn đầu gì nữa mấy chú ơi. Ủa con kẹo này ăn rồi tới bao nhiêu level thì nó hết ta? Không lẽ có bao nhiêu thì ăn được bấy nhiêu? À, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ok ok, lên vậy là cũng mạnh rồi, full level rồi. Cô có nhập code nằm đâu rồi ta? Bùng đẹp. Đây đây đây, chắc chỗ này nhập code nè anh em. Code thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái code ha. Ok. Đi ra coi có không. Thư nè, có thư nè. Ok, có 5.000 kim cương. Rồi à, ok, bưởi à, được, được. Má, có cho được 5.000, vậy cũng ổn rồi hả. Trong game mới mà anh em mình không đòi hỏi nó được là phi cái gì nhiều đâu. Nó cho là thấy mừng rồi. Má, nó mà không cho thì chúng ta cũng làm được gì nó. Ok, giờ anh em hít thì vô chơi, không chơi thì thôi. Không có tặng, không có phi gì hết. Đó, rồi nó nói vậy rồi chúng ta làm gì được nó, đúng không? Thôi có xài thôi. Nhưng nó xài đúng không? Đó, dư khoảng trắng. Đó, ok rồi. 5.000 nữa, ok. 5.000 nữa luôn. 5.000 nữa luôn, thiệt. 5.000 nữa luôn. Phá hết rồi. Cái vé hồi nãy quay gì ta? Chắc để quay tướng á, nhưng mà chắc giờ chưa quay được rồi. Cái này làm nhiệm vụ đầu game khá là lâu ha. Nhưng mà sao nó nói là có vé tệ này nọ. Đậu xanh có méo đâu. À, sức mà có thì nói làm gì nữa. À, còn này xạo quá, méo có thấy gì hết luôn. Á à, đồ. Con bé nó mạnh dữ. Một phát là đi nè anh em, coi nè. Đó, một phát một, không chờ đến phát thứ hai. Phi cho chúng ta một con SSR ha. Dùng vậy là cũng khá ok rồi. Tới luôn bồ tèo ơi. Cái này đi đánh giết chừng nào có farm quá bản hay cái gì để lên level ta. Như vậy thì nó cũng hơi cực cho chúng ta chứ không là gì. Má, đánh một hit con kia không có lượt đánh luôn. Rồi thì chắc con này là anh em tìm hiểu thêm ha. Link thì heo để dưới phần mô tả. Đó. Giờ Phi nạp đầu không? À, không, chúng ta phải nạp tiền ha. Rồi thì lâu lâu up một con game Pokemon mới ha. Con này thì chắc có gì nếu được thì tối nay chúng ta sẽ like. Còn bây giờ hiện thời thì ok, anh em vô chơi đi. Chúng ta chưa biết là mấy cái vé đó để làm gì, có thể là vé quay ra tệ cũng không chừng, đúng không? Thời gian đâu ai biết được chuyện gì đâu. Ok ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Rồi cái này anh em vô test tiếp ha. Đó, nó phi chúng ta một con SSR. Heo chơi là chưa tới cái phần quay tướng luôn á. Cái này chắc chơi thì còn dài lắm hay gì á. À đây nè, đây nè, đây nè, chúng ta có thể farm map nè. À, farm được không ta? Đậu, bấm vô luôn cho méo có farm.
À có auto, ok, nhưng mà cái này là những trận đấu qua rồi thôi mới có auto chứ không thì cũng ngất liệm trời mây thôi. Cái này bấm vô thôi chứ mày không có quay được anh em. Ok, thôi hót ra đi. Hót ra nào. Còn khoảng 4 4 phó bản nữa. Nhưng mà heo vẫn chưa tìm ra được cái chỗ mà quay tướng anh em. Đang tính đốt kim cương mà. Ê, cái gì vậy? UR nè. Đây nè, đây nè anh em, Logia. Ở bên cái hệ bay thì con Logia là con được nhiều người hâm mộ nhất. Ok. Có hệ. Ê, tiên là hệ nào, quên mẹ nó cái hình biểu tượng rồi. Bên này mẹo có con nào hết. Rồi thôi nha, vậy anh em tự tìm hiểu thêm nha. Link thì em để với phần mô tả. Đó. Có kiếp này nọ thì đầy đủ ha. Anh em chỉ có việc vào và test thôi. Bây giờ thì heo cũng đi hót ra. Đi test game tiếp cho anh em đây. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Má nó vẫn chưa lên thì chứ. Chán bực bội gì đâu á. Game mình nó chậm. Cái này chắc cài những 8 á. Thiệt, cái này chắc phải cài những 8 rồi. Ồ, giờ lên được 3 Pokemon rồi nè. Tới con SSR này là tao bay phải chết. Á đồ má, Bobirin không không chết. Ok, không chết cũng phải chết. Không chết cũng phải chết con à. Rồi, thôi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. À, nhiệm vụ đầu game tưởng nó ít, bây giờ nó dài quá. Thấy, được rồi nè, được rồi nè. Đấy, đấy, vậy là chúng ta được phi vé quay tướng nha. Ok, được SSR Pokemon nè. Đó, đại 10 lần. À, thì ra chúng ta quay tướng ở đây. À, được thêm một con nữa rồi nè. Thì ra là thế. Mở nào. Gì nó ra con gì ghê vậy? SR. Ra con gì ngon ngon coi. SSR. SSR. Hết mẹ nó rồi mà chưa ra con gì ngon. Trời ơi. 10 lần chắc chắn sẽ ra con SSR anh em. Vâng, 10 lần chắc chắn sẽ ra con SSR. Thơm. Ở đâu mà game quay tướng chỉ có 6.000 anh em. Gì ghé vậy? Ok, sẽ quay hết hết kim cương luôn. Được, được đó, chó lửa nữa nè, lâu lắm mới thấy nó. Quay thì sẽ nhận được con SR thôi nha. Hên lắm chúng ta mới thấy được con SSR á mà. Ok, để quay hết kim cương luôn. Rồi à. Má tưởng đâu mắc lắm, quay có 8.000 anh em. Ok. Nhưng mà làm gì làm thì chắc là cái lần đầu là sẽ được thôi chứ mấy lần sau là méo có được ha. Ok. Rồi à. Quy vé quay tướng rồi đó. Rồi vậy là cũng ngon rồi ha. Bây giờ đi đổi. Đây. Ok. Rồi. À không, đem con này qua đây đi. Đó. Như vậy thì trận đầu tiên là nó sẽ ra 3 con luôn. Nè, trận đầu tiên là ủa có 2 con rồi hả? À đó, rồi. Mày 2 con với tao nè. Mày 2 con với tao nè.
Hả, hù dọ hả? À, chắc tại heo chưa lên đam cho nó đó. Rồi, thôi anh em tải về trải nghiệm nha. Ok. Trời ơi, má đội hình hai con UUR gì SSR ngon. Dạ dạ nộ hả, nộ hả? Má biến hình, siêu nhân cao biến hình. Ok, cũng được một cái khiên. Rồi, bye bye.